tối ngày 18 tháng 12, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân khiến một nam sinh lớp 11 tử vong sau 3 ngày tiêm vaccine. Trước đó, ngày 15 tháng 12, ngành y tế thành phố Hội An tổ chức tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho 1.054 học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi. Trước khi tiêm, năm học sinh lớp 11 có triệu chứng đau đầu, nhưng lại không khai báo trong tờ khai y tế, cho rằng em này sức khỏe bình thường nên cán bộ y tế đã tiến hành tiêm vaccine. Sáng ngày 18 tháng 12, khi cơn đau đầu ngày càng nặng, em được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương, thành phố Hội An, điều trị. Sau đó chuyển đến Bệnh viện C Đà Nẵng thì tử vong. Theo kết luận của bệnh viện, nam sinh được chẩn đoán bị viêm màng não, bởi khi các bác sĩ chọc dịch não tủy thì phát hiện có bạch cầu. Hiện các cơ quan y tế đang vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân và khẳng định học sinh tử vong không phải do sốc phản vệ sau tiêm. Chúng tôi, lãnh đạo nhà trường đã đến nhà động viên, an ủi người thân của em, vị cán bộ ngành y tế nói.